Này, có ai không? Xin chào, có ai ở đó không? Ai đấy? Tôi không nhìn thấy ai cả. Ai làm gì ở đó đấy? Ồ, cuối cùng cũng nhìn thấy ai đó. Từ từ thôi. Ông tên là gì ạ? Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy ông ấy, ha ha ha. Lúc đầu tôi chỉ nghe thấy tiếng động chứ không thấy người. Xin chào tất cả mọi người. Thị trấn Suanghi tại ngã ba Chengku, Trùng Khánh và Quang Doan, Tứ Xuyên. Có một ông lão đã 70 tuổi, sống một mình trên núi. Từ năm 8 tuổi, ông đã lên đây và ở lại với núi rừng. Những người xung quanh đều rời đi, ông là người duy nhất còn bám vào sườn núi cao này. Ông ấy nuôi dê, trồng cây, sống cuộc sống tự túc, sống ẩn dật với thế giới bên ngoài. Sự kiên trì và bền bỉ này chứng kiến sự thay đổi của núi rừng này. Nó cũng giải thích về tình yêu thiên nhiên và sự bền bỉ của cuộc sống. Vậy cuộc sống của một ông lão đã 70 tuổi trên ngọn núi cao này như thế nào? Tại sao ông ấy lại vẫn bám trụ ở đây? Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy ông ấy, ha ha ha. Lúc đầu tôi chỉ nghe thấy tiếng động chứ không thấy người. Tôi đang quay lại nhà ông ấy. Lúc nãy chúng tôi đã đến đây, nhưng nhà đã khóa cửa và chúng tôi đã đi xuống. Giờ tôi sẽ quay lại cùng với ông ấy. Mọi người khác đã chuyển đi. Những gì còn lại trên khu rừng này giờ là của tôi. Tôi muốn cải tạo lại chúng. Để cậu có thể đến đây nhanh hơn, tôi muốn xây một con đường. Điều quan trọng là tôi có đủ sức khỏe không? Ồ, trước đây trên ngọn núi đó có rất nhiều người sống, còn ở Lục Gia Câu này chỉ có khoảng 70 người. Vậy ông một mình trồng trọt và chăn nuôi ở đây? Ông ấy đang cho dê ăn. Ông ấy đã nuôi rất nhiều dê ở đây. Đây là căn bếp, chúng ta hãy cùng vào xem nhé. Ông định nhóm bếp. Tôi đun nồi nước. Hãy chờ, chờ một chút. Ôi, nó bị màng hóng bếp bám khắp nơi. Được rồi ông ơi, để cháu làm cho. Ông nấu cơm hay ông ăn mì ngô, không quan trọng. Ăn gì cũng được. Tôi cũng ít ăn. Có cái gì thì ăn thứ đó, ha 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 ha. Ông vẫn chưa ăn sáng. Chúng tôi đã ăn trưa và ông thậm chí còn không ăn bữa sáng hay bữa trưa. Tôi uống nước, nếu ở nhà tôi uống nước đun sôi, còn ra rừng có nước khe mát lạnh, ha ha ha. Rồi nếu cậu cứ ở bếp suốt, tóc cậu sẽ bạc trắng hết. Tôi không dành thời gian cho nó nhiều, chủ yếu tôi ở ngoài vườn. Ông ấy đã trồng rất nhiều ngô. Khu vực đất trồng, ông ấy đều gieo cây ngô vào. Rất nhiều những mảnh vườn con. Một mình ở đây ông không buồn sao? Bọn trẻ cũng thường hay đến đây. Ông có nhiều con cháu như vậy, tại sao lại không xuống núi, lại thích ở đây một mình? Không xuống đó. Không quen tí nào, ở đây tự nhiên, có ngô có khoai tôi không sợ gì cả. Chỉ tệ nhất là lũ lợn rừng, chúng còn ăn cả gà của tôi. Âm thanh vo ve đó là gì vậy? Ồ, ông Mật. Ông ấy đã nuôi những tổ ong mật này ở đây. Quả là một ông lão chăm chỉ, tôi thấy sức khỏe của ông cũng không được tốt lắm. Nhưng vẫn luôn tất bật chân tay, có lẽ do thói quen ham việc và bỏ ăn của ông lão. Tôi à, cũng đã ở đây mấy chục năm rồi, sắp kết thúc rồi, ha ha ha. Tôi lên đây từ khi 8 tuổi. Năm nay tôi đã 72, đã ở đây 64 năm, hơn 60 năm rồi. Vâng, vâng, 64 năm. Cháu thấy ông vẫn dùng tấm năng lượng mặt trời. Trời nắng nó mới có điện. Công tơ kia có còn hoạt động không? Ừ, nó chẳng có tác dụng gì. Mọi thứ đều phải lấy từ dưới lũng lên. Tất cả phải lấy ở đó. Ông tự mình xuống đó lấy hay họ mang lên cho ông? Con cháu nó mang lên. Tại sao ông không nấu mì ăn? Tôi phải lấy thêm củi, chúng sắp hết rồi. Ông từ sáng còn chưa ăn gì, ông phải nấu ăn nhiều hơn. Người đó chính là lương thượng của nhà họ Tống. Cậu có biết rằng Song Jia Liang rất nổi tiếng không? Nơi đó nổi tiếng lắm à? Những đội khảo sát đó đến đây. Cậu không biết rằng đội khảo sát của gia đình Lưu đến đây để khảo sát điều gì đó sao? Họ đã tìm thấy gì? Ôi chúa ơi! Có gì trong đó thế? Chết tiệt! Nó không phải đất. Có những con ngựa ở trong đó. Cuối cùng họ đã tìm thấy con ngựa. Cậu thấy đấy, tôi tự hỏi liệu đây có phải là con đường để đi không? Đó là một con ngựa có làn da đen. Thật kỳ diệu,
cháu nghe ông nói về nó như thế. Vậy thì ông phải đi cả ngày trên núi để đi tìm. Sau đó ông đã làm gì? Đi lên, tiếp tục đi tìm. Rồi nhiều năm sau đó, có nhiều người cũng đi tìm, nhưng không có gì. Trái đất rất rộng lớn, không phải ai cũng thấy được kho báu, tôi không tìm nữa. Điều cháu không rõ, kia là mộ của ai vậy? Ồ, đó là cả bố và mẹ của tôi. Ông đã để ngôi mộ ngay sát cạnh nhà. Cháu nói ha ha, ông không sợ sao? Không sợ, không có gì cả. Tôi sẽ đưa mọi người ra xem khu vườn của ông ấy. Có rất nhiều những cây ăn quả ở đây. Ông lão thật chăm chỉ, cả đời ở đây trồng trọt và chăn nuôi. Nhưng mọi thứ có lẽ sẽ không chỉ để bán. Ông ấy nói, lợn rừng đã phá phách rất nhiều mà không thể xua đuổi được chúng. Tại sao ông không làm hàng rào xung quanh, có lẽ sẽ ngăn được chúng. Tôi đã làm rồi, đã sửa chữa rất nhiều, chúng đều phá tan và vào chuỗi hết ngô. Nếu muốn ngăn được chúng phải có một hàng rào kiên cố. Giờ tôi đã yếu hơn, thậm chí không thể đóng chặt được những cái cột. Những quả mận kia ông có mang đi bán không? Tôi đã từng mang đi bán. Buổi sáng mang đi và tận tối mịt mới về đến đây. Còn cân nặng thì sao? Ông mang đi bao nhiêu cân? Hồi mới chuyển đi tôi từng mang 10 kg. Khu vực bên kia dãy núi là Bailey, lang Bailey là nơi ông lão đã sinh ra. Ông nói ngày trẻ đã từng đi bộ qua các ngọn núi để về thăm quê. Hãy nhìn xem, phân chúng rơi đầy ở đây. Chúng kiếm ăn vào ban đêm, chúng bay nhảy tứ tung suốt đêm, đó là những con sóc bay. Nó đến để ăn những quả óc chó. À, đúng lúc này, cháu dâu của ông Lưu gọi điện. Lo lắng về chế độ ăn uống và cuộc sống hàng ngày của ông lão. Họ hy vọng ông sẽ xuống núi sớm sau khi hoàn thành công việc của mình. Ông Lưu cho biết mỗi ngày, ông nhận được nhiều cuộc gọi từ gia đình. Trên thực tế, mọi người cũng hy vọng ông lão sẽ xuống núi càng sớm càng tốt. Chúng nó cứ gọi suốt ngày, chúng chỉ nói là tôi hãy cẩn thận và về nhà thôi. Đứa cháu gái của tôi đã rất to lớn, nhưng nó mới 15 tuổi. Tôi có mấy đứa cháu. Chúng nó đa số còn rất nhỏ, chỉ vài tuổi thôi. Một vài đứa nhỏ ha ha ha. Ông cũng nhiều tuổi quá rồi, sức khỏe không tốt, xuống núi để con cháu có thể chăm sóc ông. Chàng trai trẻ này, xin đừng nói với tôi những điều vô nghĩa. Ha ha ha, cậu nói người đàn ông ở đâu, người đàn ông ở đâu cũng giống như vậy. Vâng, nhưng chân tay ông cũng đã yếu, sức khỏe cũng dần yếu đi. Ông khó có thể tự chăm sóc cho mình. Có con cháu bên cạnh giúp đỡ ông sẽ tốt hơn và con cháu cũng đỡ lo hơn. Tôi có một em trai, tôi có thể ăn bất cứ thứ gì tôi muốn. Nó nói nó sẽ lập cho tôi một tài khoản và sẽ chuyển tiền cho tôi. Nó nói tôi không phải làm gì cả, nó sẽ chuyển để tôi có thể ăn mọi thứ. Vậy thì có ích gì? Nếu tôi nói, thì tôi không nên nói. Nhiều người nói, tôi là người đàn ông bị bệnh. Bạn không có tiền. Tôi nói, tại sao lại có người tiêu hết tiền để bị bệnh? Tôi không thể nói sự thật nếu tôi không thích người này. Điều đó vô nghĩa. Chà, tôi đã sống ở đây từ nhỏ, mọi thứ ở ngoài có lẽ đã thay đổi, nhưng tôi chỉ quen thuộc với nơi đây. Vâng, được rồi ông ơi. Chúng tôi đã chuẩn bị xuống núi vào khoảng 5 giờ chiều. Ông Lưu lại tiếp tục ra vườn làm cỏ. Ông ấy mời chúng tôi lên núi lần nữa, nếu có cơ hội, đi nếm trái cây rừng trên núi và ngô ông ấy trồng. Có lẽ phải trong hoàn cảnh ông lão, chúng ta mới hiểu được. Nơi đây đã gắn bó cả đời với ông ấy, thật không dễ để từ bỏ. Và ở cái tuổi này, được ở bên bố mẹ có lẽ là hy vọng lớn nhất của mỗi người chúng ta. Chúng tôi cũng mong rằng trong tương lai, ông ấy sẽ có đàn lợn của mình, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Hãy like và đăng ký tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!